Thì ở buổi này anh sẽ cùng các bạn đi xây dựng trang đặt hàng, và mỗi lần người dùng nhấn vào mua hàng như thế này thì nó sẽ chuyển sang cái trang và danh sách những sản phẩm có trong giỏ hàng, và chúng ta sẽ quản lý cái giỏ hàng đấy, được chưa các bạn? Thì ok, thì chúng ta sẽ phân tích một chút. Trước khi làm phần này thì chúng ta sẽ phân tích một chút. Đó là như các bạn biết là tất cả các sản phẩm ở trên trang này chúng ta đang lấy từ trong database ra, ok chưa? Đó, thì các bạn hình dung giống như là chúng ta đi siêu thị ấy, thì chúng ta sẽ, tức là chúng ta cầm một cái giỏ và chúng ta sẽ đi lướt qua từng sản phẩm. Nếu mà các bạn thấy ok thì các bạn sẽ đưa sản phẩm đấy vào trong giỏ, ok chưa? Vậy là các bạn đã thêm được một sản phẩm vào trong giỏ hàng. Đó, nếu mà các bạn thấy là ok mình có thể lấy hai cái sản phẩm cùng loại thì các bạn sẽ thêm một cái sản phẩm tiếp theo. Thì lúc này trong sản phẩm, trong giỏ hàng của các bạn sẽ có hai sản phẩm, được chưa? Và các bạn có thể thêm nhiều sản phẩm khác vào trong giỏ. Cuối cùng thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ đem toàn bộ cái sản phẩm đấy ra bên ngoài quầy để chúng ta thanh toán. Thì ở trên web cũng tương tự như vậy. Khi các bạn vào một trang bán hàng như thế này thì các bạn sẽ có các phần đặt hàng đây. Ví dụ các bạn xem, sau khi xem thông tin sản phẩm xong thì các bạn có thể kích là thêm sản phẩm vào giỏ, hoặc là ở phần danh sách này, khi các bạn click vào đây thì nó cũng sẽ giúp các bạn thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng, được chưa? Đó, và sau khi thêm vào giỏ hàng thì chúng ta sẽ có một phần để xem danh sách tất cả những sản phẩm đang có ở trong giỏ hàng đó, và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện là thanh toán cái giỏ hàng mà các bạn đã mua, hoặc là các bạn có thể cập nhật, xóa bớt cái sản phẩm đang có trong giỏ, hoặc là cập nhật lại số lượng sản phẩm đang có trong giỏ, ok chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi làm cái việc đó. Thì đầu tiên anh sẽ tạo ra một cái controller là controller cart. Đây, chúng ta đang có controller cart đây, được chưa các bạn? Thì anh sẽ có phương thức store, có nghĩa là mỗi lần chúng ta thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì chúng ta sẽ gọi đến phương thức store của cart, ok chưa? Thì anh sẽ làm nó như thế này. Đây, anh sẽ thêm từ ngoài danh sách thì anh sẽ thêm theo cái đường dẫn như thế này. Thì chúng ta sẽ có controller name sẽ là cart, ok chưa? Và action của chúng ta là store, có nghĩa là chúng ta thêm một sản phẩm vào trong giỏ hàng với ID của sản phẩm bằng bao nhiêu đó. Ví dụ ở đây anh thêm một sản phẩm có ID bằng 1 như thế này. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Và chúng ta sẽ sử dụng section để chúng ta quản lý và lưu trữ giỏ hàng. Chúng ta sẽ sử dụng section để mà lưu trữ cái giỏ hàng đấy. Thì các bạn nhớ là để sử dụng được section thì chúng ta phải làm gì? Các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ là để sử dụng section thì chúng ta phải làm gì không? Đúng rồi, chính xác. Và theo các bạn thì chúng ta sẽ khởi tạo section ở đâu? Trong cái project này. Theo các bạn, chúng ta sẽ khởi tạo section ở đâu? Thì các bạn biết là tất cả các controller đều đi qua file index.pp, nên là anh sẽ khởi tạo section ở chính file index này. Anh sẽ khởi tạo section start như thế này, ok chưa? Đó, anh sẽ khởi tạo ở đây, được chưa các bạn? Và anh sẽ lưu lại. Ok, khi mà người dùng nhấn mua hàng như thế này thì nó sẽ chuyển đến trang cast với cái ID cast như thế này. Đây, với cái ID cast như thế này. Đây sẽ là cast. Và action sẽ bằng store. và ID của sản phẩm. Đó, chúng ta sẽ truyền đi là thêm sản phẩm nào vào giỏ thì chúng ta sẽ truyền ID đi, được chưa? Thì ở đây của chúng ta nó sẽ như thế này, ok chưa? Thì anh sẽ lấy cái đường dẫn này, anh sẽ thay ở phần trang danh sách sản phẩm index này. Thì chúng ta có một phần là shopping cart ở đây, anh sẽ thêm vào như thế này. Đó, và anh sẽ thêm ID vào, sẽ là product ID. Đó, ok chưa các bạn? Tương tự ở trang category chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Ở đây anh sẽ lưu nó sang như thế này. Ở trang category này anh sẽ có cart đây, được chưa? Đó, bây giờ anh quay trở lại cái trang trang của chúng ta đây. Ví dụ anh thêm sản phẩm có ID bằng 1. Đó, ok chưa? Anh thêm sản phẩm có ID bằng 2. Đó, hoặc là anh vào trong trang danh mục đây, và anh thêm sản phẩm vào giỏ như thế này. Đó, được chưa? Và anh vào trang chi tiết và anh cũng phải thêm được sản phẩm vào trong giỏ. Thì anh sẽ vào phần product detail như thế này, và anh sẽ thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng như thế này. Đó, thì đây anh sẽ dùng thẻ ahref đó, và anh thêm vào như thế này, ok chưa? Anh lốt lại lên xem là cái thẻ A của chúng ta đó, chỗ này nó bị thay đổi này, thì anh sẽ CSS lại cho nó giống với thẻ button. Đây, anh sẽ lấy cái style của thẻ button là cái này, anh thay thế cho thẻ A. Ok chưa? Và anh đặt một cái class ở đây là sCast, sToCast. Rồi, CSS của chúng ta sẽ là sToCast như thế này. sToCast. Đó, và anh sẽ lấy ra cái CSS giống như thằng button này. Ok chưa? Anh chạy lên này. sToCast đây. Đó. Rồi, ok. Anh biết vì sao nó chưa chạy rồi, bởi vì chúng ta chưa chạy compile sát nó sang, thì chúng ta sẽ phải compile thôi. Nhưng mà thôi, anh sẽ ném sang file style như thế này. Đó, anh sẽ ném nó sang file style và anh chạy lên. sToCast đây chúng ta chưa lưu này. Đây, anh sẽ để một cái style riêng cho cái trang detail này. Thực ra là không nên làm như thế này, nhưng thôi anh sẽ làm tạm. Sau này các bạn sẽ ném một file CSS của các bạn này. Đó, ở đây chúng ta sẽ có là display bằng block như thế này. Đó, được chưa? Và anh sẽ line 2. Line 2 anh sẽ để bằng chiều cao là 45 pixel. Đây. Và anh sẽ để text align center. Text align bằng center. Đó. Anh sẽ chạy nó lên. Rồi, các bạn nhìn thấy mỗi khi anh thêm sản phẩm vào giỏ này, nếu mà anh xem chi tiết như thế này và anh thêm thì nó sẽ vào giỏ hàng như thế này, được chưa? Bây giờ vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ đi xử lý cái giỏ hàng này khi mà chúng ta thực hiện hành động thêm. Ok chưa? Thì anh sẽ làm như thế này. Thì ở method store của controller cat đây, anh sẽ lấy ra được cái product ID. Product ID. Được chưa các bạn? Và anh sẽ lấy thông qua phương thức get ID như thế này. Và nếu không có thì anh sẽ để là none. Được chưa? Anh sẽ echo product ID. Đây, như các bạn nhìn thấy ở đây. Đây, nếu mà anh thêm này. Đó, ok chưa? Và từ product ID này anh muốn lấy ra thông tin của sản phẩm thì anh sẽ gọi vào controller product. Có đúng không? Module product thì anh sẽ khởi tạo nó trong constructor như thế này. Anh sẽ khởi tạo nó trong constructor và anh sẽ load module lên, zip load module sẽ bằng product module. Đó, được chưa? Và anh sẽ có thuộc tính product module. Ok chưa? Từ đây anh sẽ gọi đến zip trỏ đến product module new. New cái class này. Giống như những buổi trước chúng ta dùng thôi. Chứ có phải là mỗi lần anh sẽ lấy ra được một thông tin của một sản phẩm ở đây không? Sẽ bằng zip trỏ đến product module trỏ đến file by id này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ phân tích dần dần như thế này và chúng ta sẽ in ra cái sản phẩm mà chúng ta đang muốn thêm nó vào trong giỏ. Đây, anh chạy nó lên này. Chúng ta đang có lỗi load module. À, các bạn biết vì sao chúng ta không sử dụng được hàm này không? Bởi vì chúng ta chưa kế thừa từ thằng bay controller. Đó. Chúng ta chạy lại. Ok chưa? Anh lấy ra được sản phẩm có ID bằng 3 là mũ đi nắng này. Nếu mà anh xem một cái sản phẩm khác. Đây, còn shop nam này. Anh thêm này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện thêm sản phẩm vào. Thì anh giả sử anh sẽ tạo ra một cái giỏ hàng. Giống như là các bạn đi vào trong siêu thị thôi. Thì các bạn sẽ lấy một cái giỏ hàng ở ngoài quầy và kéo theo. Thì ở đây chúng ta sẽ khởi tạo ra một cái giỏ hàng. Và cái giỏ hàng này của chúng ta sẽ là section. Được chưa? Thì anh sẽ đặt tên là section cast. Đây chính là cách đặt tên, tức là tạo ra một cái biến section đấy. Anh đặt là cast như thế này. Được chưa các bạn? Thì cái section cast này nó là một mảng. Thì làm sao để biết là cái sản phẩm của chúng ta đang muốn thêm vào nó đã tồn tại trong giỏ hay chưa? Nó đã tồn tại trong giỏ hàng này hay chưa? Thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Anh giả sử anh thêm vào trước đã để các bạn hiểu đã. Mỗi lần anh thêm vào thì anh sẽ thêm một phần tử vào trong cái giỏ hàng là cast như thế này. Thêm một sản phẩm và cái giỏ hàng của chúng ta là một mảng nên là anh sẽ thêm và set key cho nó bằng như thế này. Đó, được chưa các bạn? Đây, bây giờ anh sẽ in nó ra này. Anh sẽ in cái sản phẩm để ra như thế này. À, in cái giỏ hàng của chúng ta ra. Giỏ hàng lúc này sẽ là section cast. Được chưa? Anh chạy lên này. Đó, các bạn nhìn thấy là lúc này cái section card của chúng ta nó là một mảng. Nó sẽ chứa danh sách nhiều sản phẩm mà chúng ta đã thêm vào. Và nó có key bằng chính ID của sản phẩm mà chúng ta vừa thêm. Đây này, key của cái section card sẽ bằng 2, bằng chính cái ID của sản phẩm. Được chưa? Đó. Vậy thì khi mà chúng ta thêm vào lần nữa thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải kiểm tra là sản phẩm mà chúng ta đang muốn thêm vào giỏ nó đã có ở trong giỏ hàng hay chưa. Thì chúng ta sẽ kiểm tra là xem là cái ID này nó phải là key của mảng hay không. Thì chúng ta sẽ dùng hàm array key exit như thế này. Array key exit như thế này. Và anh truyền cái product ID vào. Đó. và anh truyền cái mảng này của chúng ta là section card như thế này. Nếu mà có thì chúng ta sẽ echo như thế này, anh sẽ echo là sản phẩm đã có trong giỏ. Đã có trong giỏ hàng. Đó. Ok chưa các bạn? Đây. Ok chưa? Nếu mà anh thêm sản phẩm bằng 3 thì chắc chắn là sản phẩm này chưa có. Đây anh L này. Sản phẩm chưa có. Anh chạy lên nhé. Nếu sản phẩm bằng 3 này, sản phẩm đã có. À rồi, chúng ta đã thêm nó ở trên này. Đây. Nếu mà anh thêm bằng 4 này thì chắc chắn nó báo là chưa có. Được chưa các bạn? Thì vấn đề của chúng ta là khi mà chúng ta thêm một sản phẩm đã có ở trong giỏ hàng thì chúng ta sẽ phải tăng số lượng của nó lên. Các bạn có hiểu không? Chúng ta sẽ phải tăng cái số lượng đó lên, có nghĩa là chúng ta mua thêm một sản phẩm nữa rồi thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy số lượng nó tăng lên. Đây chúng ta đang có 2 sản phẩm. Vậy thì ở trong mỗi cái sản phẩm này chúng ta sẽ phải thêm một cái trường là số lượng. Ok chưa? Vậy thì anh sẽ hủy cái section này đi để chúng ta xử lý tiếp. Section destroy. Đây, anh sẽ hủy nó như thế này. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ không còn section cast nữa, nó báo lỗi này. Đây, được chưa? Chúng ta sẽ không còn section cast này. Đó, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra như thế này. Nếu mà cái section card của chúng ta nó khác empty, nó empty hoặc là cái này không tồn tại trong giỏ hàng, sản phẩm chưa tồn tại trong giỏ hàng thì anh sẽ echo là sản phẩm chưa có trong giỏ như thế này. Nếu mà có rồi thì anh sẽ đó là sản phẩm đã có trong giỏ. Đây, sản phẩm chưa có ở trong giỏ. Ok chưa? Section card empty và đây, hoặc là array section card như thế này. Đó, anh chạy lên này. Nếu mà section card empty. Đây, bước đầu chúng ta kiểm tra như thế này. Nếu mà giỏ hàng này rỗng thì chứng tỏ là chưa có sản phẩm nào có trong giỏ cả. Đó, thì anh sẽ chạy lên như thế này. Sao vẫn báo lỗi dòng số 32 để anh xem nào. À đây, sorry các bạn. Thế thì ở đây anh sẽ gộp 2 điều kiện như thế này. Nếu mà không có sản phẩm nào trong giỏ hoặc là cái sản phẩm chúng ta đang muốn thêm vào chưa có trong giỏ thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Được chưa? Còn nếu mà có sản phẩm trong giỏ rồi chúng ta sẽ xử lý khác đi. Ok chưa? Thì nếu mà chưa có thì anh sẽ gọi đến mảng product và anh sẽ thêm một trường số lượng là QTI như thế này. Thêm một trường số lượng vào và anh gán nó bằng 1. Sau đó anh sẽ thêm sản phẩm vào trong giỏ bằng cách là sử dụng section card như thế này. Được chưa? Và anh truyền product ID đó bằng product. Đây. Được chưa? Đây, anh chạy nó lên này. Sản phẩm có ở trong giỏ rồi. Đó, thì lúc này anh chạy nó lên. Đó, các bạn thấy là sản phẩm số 4 của chúng ta đã có ở trong giỏ. Đây, được chưa? Nếu mà anh thực hiện mua với sản phẩm số 4 lần thứ 2. Đây, các bạn nhìn thấy là anh sẽ mua với sản phẩm số 4 này. 4 đây. Thì lúc này số lượng của nó sẽ phải tăng lên 2. Đó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta đang chưa thực hiện được này. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang chưa làm gì đối với trường hợp L. Đây. Sản phẩm số 4 này vẫn là 1 thì chúng ta sẽ xử lý ở đây là như thế nào? Chúng ta sẽ lấy ra số lượng của sản phẩm số 4. Ok chưa? Và tăng nó lên 1 bằng cách là QTI cộng bằng cái này và QTI. Đây, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta lại ép nó vào như thế này. Đây, anh thử thực hiện mua sản phẩm số 4 nhé. Đây. Báo lỗi dòng 29, chúng ta xem này. VTI cộng bằng. Đó. Đây, anh thử này. Rồi, ok chưa? VTI dòng 29 đang chưa có. Section Card Product ID QTI. Rõ ràng là đây có QTI rồi. Product ID bằng 4. Cộng bằng. Anh sẽ echo cái giá trị này ra trước. Xem sao. Đây. Trường hợp mà chúng ta thêm sản phẩm đã có rồi này. Chưa lưu. Đang chưa lấy ra được các bạn, để xem foreigner đây, anh chạy nó lên này. Đó, chúng ta có QTI này. Đây. Đó, rõ ràng lấy ra được bằng 1. Chưa hiểu ở đây lại chưa lấy ra được. À rồi, anh hiểu rồi. Rồi, ok. Thì anh sẽ viết như thế này. Đó, chúng ta sẽ xem này. Đây, chúng ta sẽ xem này. Đó, thế lúc này sản phẩm nó tăng lên là 2. Nếu anh vẫn mua sản phẩm số 4 đó thì nó phải tăng lên là 3. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Mỗi lần chúng ta thêm sản phẩm xong thì chúng ta sẽ chuyển trang đến trang danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. Thì anh sẽ làm như sau. Mỗi lần mua xong này thì anh sẽ sử dụng chuyển trang là location, header location. Anh sẽ chuyển tra, được chưa các bạn? Và anh sẽ chuyển tra đến đâu? Index.php hỏi chấm controller sẽ bằng class như thế này, và action của anh sẽ không có action gì. Anh sẽ chuyển đến trang class và nó sẽ gọi đến thằng index như thế này. Đó. Anh đang có lỗi ở dòng số 35. Chúng ta thiếu chấm phẩy. Đây, chúng ta thực hiện mua lại này. Đó, thì nó sẽ chuyển trang đến trang Card Controller Index. Thì ở đây chúng ta sẽ sâu ra danh sách sản phẩm đang có trong giỏ. Thì anh sẽ làm như sau. Anh sẽ tạo ra một cái folder card như thế này. Đó, và anh sẽ có trang index. Index.php. Được chưa? Và ở trang index.php thì anh muốn là anh sẽ hiển thị nó giống như là trang category đi. Đó, giống như trang này. Và đây sẽ là sản phẩm. Danh sách sản phẩm trong giỏ. Thì anh sẽ làm như sau này. Anh sẽ lấy cái trang này sang Cast. Đây. Được chưa các bạn? Anh chạy lên. Thì anh thực hiện mua này. Đó, thì nó sẽ chuyển đến. Chuyển đến thì lúc này anh sẽ load view lên bằng cách zip trỏ đến view sẽ là funnel chấm card có s chấm index. Đây. Đó, ok chưa? Thì nó đang báo là chưa định nghĩa cái category. Thì chắc chắn rồi. Ở ngoài trang funnel kia chúng ta đang dùng rất nhiều cái liên quan đến category. Thì anh sẽ load category module như thế này. Đó. Được chưa? Và sau đó thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ gọi đến trang danh sách category như thế này để anh chuyển ra để đảm bảo nó không bị lỗi. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có một lỗi ở dòng index, dòng số 4. Nó là category đây như thế này. Thì ở controller category của chúng ta của hàm sâu, sorry các bạn. Đây, thì chúng ta sẽ phải xử lý lại ở đây một chút. Đối với các khác của chúng ta thì sẽ không có lỗi như thế này. Anh tạm thời anh để như thế này trước. Và chúng ta sẽ có menu. Chúng ta có menu như thế này. Đây sẽ là menu. Đó, chạy lên đã. Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ phải hiển thị lại mọi thứ ở trang này bằng cách là sâu ra danh mục. Thì anh sẽ sâu ra như thế này. Đó, chúng ta sẽ phải lốt lại như thế này. Ok chưa? Đây, các bạn chờ một chút, chúng ta sẽ lấy hết ra. Menu category đây rồi. Đó, menu category. Chúng ta cũng sẽ có menu và category ở đây cũng sẽ có menu, có S. Các của chúng ta cũng tương tự như vậy. Ồ, sao chưa được nhỉ? Đây, phải có menu chứ. À rồi, sẽ là menu có S như thế này. Đó, ok chưa? Và chúng ta sẽ include trang danh sách vào. Nhưng trang danh sách của chúng ta nó sẽ rất khác. Đây, thì anh sẽ có một trang ở đây sẽ là danh sách sản phẩm. Anh sẽ để là list như thế này .php như thế này. Thì ở đây anh sẽ là view trỏ đến list funnel chứ, trỏ đến cast, trỏ đến list. Đó, anh sẽ load nó lên. Và trang list này anh sẽ dùng giống như là trang sâu như thế này. Vì chúng ta cũng cần hiển thị danh sách sản phẩm ở đây. Đây, thì chúng ta sẽ là danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta được cái tiêu đề như thế này. Ok chưa? Và bên dưới này chúng ta sẽ hiển thị lên một cái table để hiển thị danh sách sản phẩm ở trong giỏ. Thì anh sẽ dựng cái table đó lên trước để các bạn dễ hình dung hơn. Đó, thì anh sẽ có table như thế này. 100%. Anh sẽ có TR, TD. Ví dụ anh để là ID này. Đó, TD nữa. Anh để là tên sản phẩm. Ok chưa? Chúng ta có tên, chúng ta sẽ có giá của sản phẩm, giá bán. Và chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có số lượng của cái sản phẩm này. Và cuối cùng là cột thành tiền. Đó, anh sẽ chạy lên nó như thế này. Đây, nó tạm thời thì các bạn sẽ nhìn thấy nó như thế này. Chúng ta có thể CSS một chút để chúng ta xử lý. Được chưa? thì anh sẽ xử lý nó như thế này. Đây anh sẽ đặt border lên cho cái table này bằng 1, cell padding 0, cell spacing 0. Đó, và chúng ta đã đặt width 100% rồi này. Đây chúng ta sẽ đặt full nó 100% đi. Anh sẽ để như thế này. Sao lại ra như thế này? À rồi. Đây. Được chưa? Các bạn có thể CSS sau nhé. Thì để cho nó ok hơn thì các bạn có thể CSS lại. Anh sẽ tạm dùng như thế này đã. Hoặc là chúng ta sẽ dùng cái table của Bootstrap. Anh sẽ đưa thử table Bootstrap vào. Đây, anh sẽ dùng cái này. Cái này của chúng ta đang chưa có Bootstrap thì phải. À đúng rồi, giao diện này đang build thuần. Bây giờ ok. Thì chúng ta sẽ dựng nó lên. Đơn giản như thế này thôi. Sau này các bạn có thể chỉnh cho nó đẹp hơn theo ý của các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ phải đi thực hiện một việc, đó là hiển thị ra danh sách những sản phẩm đang có ở trong giỏ hàng. Được chưa? Đó, thì anh sẽ for x thôi. Thì for x chúng ta sẽ lấy danh sách sản phẩm trong giỏ từ đâu? Chúng ta sẽ truyền nó qua controller như thế này. Đây, thì ở controller cast này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có danh sách sản phẩm bằng cách là chúng ta lấy product. Đó, và chúng ta gán bằng cái gì? Bằng $section của class như thế này. Và chúng ta sẽ truyền ra. Đó, ok chưa? Rồi. Bây giờ anh sẽ in nó ra. Thì ở class index đây, chúng ta download vào list như thế này thì chúng ta sẽ truyền cái product sang. Đó. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ đi for x như thế này. For x cái sản phẩm này, S cái gì? S product. Mỗi lần chúng ta lấy ra được một sản phẩm và chúng ta sẽ end for x ở đây. Được chưa? Anh sẽ lấy cái TR này xuống dưới này. Mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được cái sản phẩm với ID tương ứng. Sẽ là product cho đến ID. Như thế này. Được chưa các bạn? Và anh sẽ có name. Anh sẽ có name. Và anh sẽ có price. Chúng ta sẽ lấy hết ra nhé. Và chúng ta cũng sẽ có số lượng thông qua biến QTI. Như thế này. QTI. Và đây sẽ là thành tiền. Thành tiền thì sẽ bằng số lượng nhân với đơn giá. Nên là cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nhân hai thằng này lại với nhau. Đây, chúng ta sẽ nhân nó lại với nhau. Ok chưa các bạn? Anh chạy nó lên. Có cái gì đó sai sai mà ở đây nó đang... À đây. Đó. Được chưa? Anh chạy ra lên. Đó. Thế các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có danh sách những cái sản phẩm này đang có ở trong giỏ. Được chưa? đó, 2 này, 2 này, anh sẽ chạy lên đây. Rồi, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ để cái format vào. Và chúng ta sẽ ném cái format vào. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là được chưa? Chúng ta sẽ có số lượng này, sẽ có đơn giá này, và chúng ta sẽ phải có thêm một cột nữa là xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. Đây sẽ là hành động. Thì ở dưới này chúng ta sẽ có thêm một cột nữa là xóa ahref, xóa đây. Đây. Được chưa các bạn? Được chưa? Anh sẽ align center này. Width sẽ bằng 30. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái hành động xóa sản phẩm khỏi giỏ, thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm công việc xóa trước. Chúng ta sẽ đi làm công việc xóa như sau. Thực ra khi mà chúng ta thực hiện xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng ấy, là chúng ta xóa một phần tử ở trong section. Ok chưa? Nên nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây, anh sẽ thực hiện như sau này. Đây, anh sẽ thực hiện nó này. Anh sẽ mỗi lần kích vào đây thì chúng ta cần truyền cái ID của sản phẩm lên để chúng ta thực hiện xóa. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái action là delete, bằng delete. Đó, khi các bạn viết controller, viết theo MVC thì các bạn thấy nó khá là đơn giản. Được chưa? Thì anh sẽ method, chứ đây sẽ là method bằng delete. Đó. Thì khi chúng ta viết theo MVC thì các bạn cứ bám vào controller thôi. Như thế này. Thì anh sẽ tạo ra một cái phương thức delete như thế này. Public function delete. Được chưa? Đó. Ok chưa các bạn? Và anh sẽ thực hiện công việc delete như thế này. Đây. Action. Đây sẽ là action. Đó. Thì nó sẽ gọi vào trong delete như thế này. Đó. Khá là khoa học. Đây. Anh chạy nó lên này. Đó, thì chúng ta vào delete và chúng ta cần truyền được cái ID của sản phẩm mà chúng ta cần delete, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ truyền cả cái này và truyền ID theo. Thì ở trong cast, đây, trong list cast này, chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ truyền được cái và ID bằng, đây sẽ là product ID. Được chưa? Anh chạy lên này. Thêm sản phẩm vào giỏ này. Ok chưa? Xóa sản phẩm này. Đó. Thì các bạn xác định được ID của sản phẩm cần xóa. Thì ở controller delete này chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ lấy ra ID của sản phẩm bằng $getID như thế này. Được chưa? Nếu bằng null thì sẽ lỗi. Được chưa? Anh đặt tên là product ID như thế này cho nó clear. Ok chưa? Đó. Sau đó chúng ta sẽ unset. Chúng ta xóa một sản phẩm trong array thì một phần tử trong array, thì chúng ta sẽ unset cái $sectionCast. Đó, và truyền cái ID mà chúng ta cần xóa chính là product ID. Được chưa? Mỗi lần xóa xong chúng ta lại quay trở lại chính cái trang danh sách đó các bạn nhìn này. Đây, anh thực hiện xóa nhé, anh xóa bộ đồ ngủ 2020 này. Đó, thì chúng ta đã xóa được nó khỏi giỏ hàng. Đó, đơn giản không các bạn? Cực kỳ đơn giản đúng không? Và chúng ta sẽ có thêm một cái phần xử lý nữa, đó là cập nhật số lượng của sản phẩm. Thì chúng ta sẽ cập nhật như thế nào? Chúng ta viết một phương thức update, update cho class controller, update function, anh sẽ để là update. Đó, ở đây sẽ là update, được chưa? Và anh sẽ quay trở lại cái trang danh sách này. Thì để update thì chúng ta sẽ phải submit form. Thì ở đây anh sẽ đưa toàn bộ cái này vào trong form, trong thẻ form. Đây, anh sẽ có một cái action này. Đó, và method của chúng ta sẽ là post, được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ phải cập nhật được cái số lượng, thì ở đây nó sẽ phải chuyển thành input. Anh sẽ xử lý nó như sau. Ở phần số lượng thì anh sẽ truyền vào đây là một cái input như thế này, một tay là text, và chúng ta sẽ có UTI với value như thế này, được chưa? Anh chạy lên này. Đó, được chưa các bạn? Thì ở đây chúng ta sẽ có số lượng. Anh sẽ set width cho cái này nhìn cho nó đỡ to. Đó, được chưa? Các bạn có thể nhập bao nhiêu vào đây cũng được. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ xử lý cái số lượng này như thế nào? Các bạn có thể CSS cho nó nhé, tùy các bạn nhé. Thì anh sẽ không CSS nó để không bị mất thời gian, thì anh sẽ không CSS. Đó, anh chỉ chỉnh như này một chút thôi. Công nhận này. Đây. Đó, ok chưa? Thì vấn đề là mỗi lần chúng ta submit form, chúng ta sẽ có một cái button ở dưới này. Đây, anh sẽ là cập nhật. Rồi, anh sẽ để align center and right. Đó, anh sẽ bấm button cập nhật, được chưa các bạn? Được chưa? Mỗi lần cập nhật thì anh sẽ cập nhật đến đâu? Anh sẽ cập nhật đến cái action là update, có nghĩa là cái action ở trên form này chúng ta sẽ thay đổi nó thành như thế này. Đây, anh sẽ để là update. Đó, được chưa các bạn? Được chưa? Này, anh sẽ gọi đến trang update. Đó, thì ở trang update này anh sẽ làm gì? Ở trang update này anh sẽ lấy ra được $post như thế này, $post như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy là anh lấy ra được cái biến QTI, nhưng các bạn nhìn thấy là ở đây của chúng ta sẽ có số lượng của rất nhiều sản phẩm. Đây, anh thêm vài cái vào. Đó, thì mỗi lần cập nhật chúng ta sẽ phải lấy số lượng của từng sản phẩm tương ứng, nhưng vì chúng ta đặt cái tên input name của chúng ta là QTI như thế này nên nó chỉ lấy ra được một cái thôi. Thì ở đây anh sẽ đặt nó thành dạng mảng như thế này. Đây, ở cái biến QTI này anh sẽ đặt nó thành dạng mảng như thế này để các bạn dễ hiểu hơn. Thì anh sẽ để như thế này. Đó, và cái mảng này của anh nó sẽ là product ID, tức là nó tương ứng với product ID như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay được cái ý nghĩa của chúng ta đặt tên như thế này. ID. Bây giờ anh chạy lên này, anh nốt lại trang này. anh nhấn update thì các bạn nhìn thấy số lượng của từng sản phẩm sẽ là 511 như thế này, anh để là 4 và 2 như thế này. Anh update lên này thì các bạn nhìn thấy là anh lấy ra được biến QTI với sản phẩm có ID bằng 4 thì số lượng đang là 5, sản phẩm có ID bằng 3 số lượng là 2, sản phẩm có ID bằng 2 số lượng là 4. Đó, đây này. Đó, sản phẩm 2 là sản phẩm 3 và sản phẩm là 4. Thì cái cách đặt tên như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta lấy được cái mảng đó. Được chưa? Ok chưa các bạn? Cách đặt tên như vậy thì nó giúp cho chúng ta lấy ra được cái mảng đó. Bây giờ anh sẽ xử lý tiếp bằng cách là khi mà anh có được cái mảng đó rồi, khi anh có được cái mảng số lượng này rồi và anh biết được ID của sản phẩm rồi thì anh sẽ cập nhật cái số lượng của từng sản phẩm vào trong cái giỏ hàng của chúng ta như sau. Anh sẽ đi for x cái này. Có phải mỗi lần anh lấy ra được key thì nó chính là product ID, đúng không? Và anh sẽ lấy ra được số lượng QTI như thế này. Đây, anh echo để các bạn xem product ID bằng bao nhiêu thì có số lượng sản phẩm tương ứng bấy nhiêu. Đây, QTI đây, các bạn nhìn này. Product này của QTI, sorry các bạn, QTI đây. Đó, các bạn nhìn thấy 4 là 5, 3 là 2 và 2 là 4. Được chưa? Thì đồng thời anh sẽ gọi đến, có phải chúng ta biết được product ID rồi này thì chúng ta sẽ lấy được sản phẩm ở trong giỏ theo product ID chính là cái này không? Đây, bằng cái này đúng không? Và anh truyền vào QTI cộng bằng với cái số lượng QTI kia. À, sorry, anh sẽ thay thế chứ. Anh sẽ thay thế bằng cái QTI này. Đó, nó sẽ đơn giản như thế này thôi. QTI. Đây, sẽ là QTI như thế này. Được chưa? Và mỗi lần update xong thì anh sẽ quay trở lại chính cái trang danh sách đó như thế này. Đây, anh lấy ví dụ này. Anh update số lượng đây thành xuống còn 2 này. Đây sẽ là 1, đây sẽ là 5, đây sẽ là 3, 4 đi. Đó, thì các bạn thấy chưa? Số lượng lúc này đã update lên và giá thành tiền của nó cũng sẽ thay đổi theo. Và chúng ta xử lý là nếu mà update bằng 0 thì chúng ta sẽ xóa sản phẩm đó đi. Thì anh sẽ xử lý ở trong cái vòng lặp như thế này. Nếu mà QTI của chúng ta bằng 0. Đó, bằng 0 thì chúng ta sẽ xóa sản phẩm đó đi bằng cách là unset cái sản phẩm có ID tương ứng như thế này. Đây. Anh sẽ unset sản phẩm như thế này. Đó, được chưa? Anh chạy thử lên nhé. Đấy, nếu mà anh nhập cái này bằng 0 và anh nhấn update thì không khác gì chúng ta xóa sản phẩm đó đi cả. Chúng ta đang có lỗi ở đây. Chúng ta unset cái class product ID rồi. À rồi, ok. Thì đây, trái lại thì chúng ta sẽ làm công việc này. Nào. Anh sẽ xóa section đi để chúng ta làm lại từ đầu cho nó dễ này. Vì lúc nãy anh đang xử lý nó bị sai ở dưới một chút. Đây, anh xóa section đi này. Đó, thì không có sản phẩm nào trong giỏ cả, vòng số 19 trang danh sách. Thì ở đây anh cũng sẽ phải kiểm tra trước khi for x chúng ta sẽ x như thế này. Nếu mà thằng này empty thì chúng ta mới thực hiện for x. Và chúng ta sẽ end x vào đây. Đó. Được chưa? Dòng số 19. Card controller. À rồi, anh hiểu rồi. Thì ở đây chúng ta vì nó không có nên là chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra đây như thế này. Đó, được chưa? Nếu như vậy thì chúng ta không cần phải xử lý ở ngoài index đâu. Vì for x nó đã kiểm tra cho chúng ta là nếu mảng đó có giá trị nó mới for x. Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta thêm này. Anh thêm sản phẩm vào này. Đó, anh thêm một sản phẩm khác này. Đó, anh thêm một sản phẩm tiếp theo. Đó, thêm một sản phẩm nữa này. Đó, nếu mà thêm một sản phẩm 2 lần thì số lượng là 2. Đó, ok chưa? Và khi anh nhập vào đây bằng 0 thì nó sẽ phải xóa cái sản phẩm quần shop nam đi. Đó, được chưa? Đây cũng tương tự như vậy. Được chưa? Còn nếu mà anh nhập nó nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ bỏ qua, không update. Thì cái đấy tùy vào bài toán, tùy vào mục đích của các bạn mà các bạn sẽ xử lý nó như thế này. Nếu mà cái này nó nhỏ hơn 0 thì anh sẽ continue như thế này. Nếu mà cái số lượng này mà nhỏ hơn 0 có nghĩa là nhập số âm nữa. Đó, hoặc là numeric, nó không phải là số nhập vào chuỗi thì numeric của QTI mà không phải là số thì chúng ta sẽ bỏ qua continue như thế này. Continue. Đó, được chưa các bạn? Đây, anh sẽ chạy ra lên này. Đây, xóa này, xóa này, quay trở lại đây này, thêm này, chúng ta lại tiếp tục thêm này. Đó, chúng ta thêm nó vào. Đó, ok chưa? Anh sẽ cập nhật mỗi cái này lên 3 sản phẩm. Cập nhật. Đó, thì các bạn sẽ thấy là sản phẩm nó đã lên. Được chưa? Và chúng ta sẽ xóa. Đó, thử như vậy. Nếu nhập đây là chuỗi thì nó sẽ bỏ qua này. Đó, được chưa? Nếu nhập đây vào số âm nó cũng bỏ qua. Được chưa? Nhập bằng 0 thì nó xóa. Đó, ok chưa? Nhập bằng 0 thì nó xóa đi. Không. À, nó bị, khi mà chúng ta xử lý cái trường hợp là enumeric thì không như thế này thì chỗ này chúng ta sẽ bỏ qua trường hợp nhập bằng 0. Đây, nếu nhập bằng 0 thì nó phải xử lý rất xóa. Đó, được chưa các bạn? Vậy là chúng ta đã làm xong phần giỏ hàng và chúng ta sẽ có một cái phần nữa đó là xóa tất cả sản phẩm trong giỏ. Thì chúng ta sẽ có một cái button ở đây như thế này. Đây anh sẽ để là xóa tất cả. Được chưa? Và cái xóa tất cả của chúng ta sẽ có phương thức destroy. Thay vì delete all thì anh sẽ public function destroy. Đó, anh sẽ thực hiện xóa tất cả như thế này thì chúng ta không cần quan tâm đến product ID nữa. Đó, chúng ta sẽ xóa hết như thế này. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ chỉ cần truyền cái link ra như thế này. Thay vì link xóa như thế này thì anh sẽ truyền như thế này. Đây của anh sẽ là destroy. Đó, anh nhấn xóa tất cả này. Đó, được chưa các bạn? Quay trở lại đây mua tiếp này. Đó. Và anh sẽ có một cái link là tiếp tục mua hàng. Đây. Anh sẽ có một cái link là tiếp tục mua. Ở đây anh sẽ để cái link text như thế này. Đó, ok chưa? Đây. Khi nhấn vào tiếp tục mua thì chúng ta sẽ ra trang chủ để mua. Đó, được chưa các bạn? Các bạn cập nhật một cách thoải mái. Đó, ok chưa? Vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phần giỏ hàng. Chúng ta đã xử lý xong được cái phần giỏ hàng. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một phần nữa, đó là khi mà người dùng đã cập nhật giỏ hàng các thứ xong hết rồi thì chúng ta sẽ phải gửi đơn hàng. Bây giờ anh sẽ cùng các bạn xử lý cái phần gửi đơn hàng. Đây, thì anh sẽ tạo ra một cái form. Chúng ta sẽ có một cái form như thế này. Anh sẽ tạo ra một controller là order. Ở đây như thế này, order controller.php. Đó, ok chưa các bạn? Và trong đây anh sẽ có controller order như thế này, order. Anh sẽ kế thừa từ thằng bay controller. Đó, được chưa? Và anh sẽ có một phương thức là store. Phương thức store này giúp chúng ta làm gì? Nó sẽ giúp chúng ta thêm cái order vào trong giỏ hàng, vào trong database. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái bảng order. Như trước đây chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ có một bảng order. Đây, anh sẽ tạo ra bảng order. Ok, anh sẽ tạo bảng order ở đây luôn để chúng ta làm. Sau này chúng ta sẽ quản trị nó. Thì đối với bảng order anh sẽ có đầu tiên sẽ là ID. Đây, anh sẽ có ID này. ID anh sẽ để kiểu in 10 ký tự. Đó, unsigned. Được chưa? Và chúng ta sẽ không được phép null và auto increment. Đó. Và nó sẽ phải là khóa chính. Tiếp theo anh sẽ có order thì chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến cái ngày order thì chúng ta sẽ để là created us. Đó, anh sẽ để kiểu timestamp. Được chưa? Và chúng ta sẽ có default cho cái created us. Anh sẽ lấy default chính là cái ngày tạo. Rồi, anh tạm thời như vậy. Anh sẽ để cái order của chúng ta đơn giản như thế này. Đang báo lỗi gì đây? Auto increment này. Chúng ta có ID này. Chúng ta sẽ có length bằng 10 này, unsigned này, default auto increment này. Được chưa? Chúng ta sẽ có một cái mã của đơn hàng, cost. Sau này chúng ta hay kiểu là check mã đơn hàng ấy, vacha. Đó. Rồi ok, cho phép, không được phép luôn đó, được chưa? Và anh sẽ có là created at sẽ là kiểu timestamp. Rồi, sao anh không xếp được nhỉ? Anh đang chưa hiểu vì sao đang chưa xếp được. Anh xem nào. Thêm một cột nữa là update từ đất. Lạ thế nhỉ? Đang chưa thể update được, chưa xếp được cái thằng này vào. Rồi ok, anh sẽ thử tạo một query này. Table name, à rồi, order, trời ơi. Đây, anh sẽ tạo ra bảng order như thế này. Được chưa các bạn? Must be key, undefined auto increment primary key, primary key. Đây sẽ là not null. Rồi, anh đã tạo ra được bảng order này. Đây, được chưa các bạn? Thì đối với order thì chúng ta sẽ có order detail. Chúng ta sẽ có order detail. Order detail thì nó sẽ có những thông tin gì? Thì nó sẽ có thông tin toàn bộ của sản phẩm này. Được chưa? Thì anh sẽ làm như sau này. Anh sẽ tạo ra bảng order detail với cái nội dung là đây, order detail này. Với cái nội dung chúng ta sẽ không có, chúng ta có ID này. Chúng ta có order ID. Được chưa? Order ID của chúng ta nó sẽ là kiểu in 10 ký tự. Tiếp theo chúng ta sẽ có product ID. Cũng là kiểu in 10 ký tự. Chúng ta sẽ có product name sẽ là Vacha 100. Được chưa? Chúng ta sẽ có product price, tức là thông tin những sản phẩm mà chúng ta ở thời điểm chúng ta order chúng ta sẽ phải đưa hết nó vào đây. Chúng ta sẽ đưa hết nó vào đây. Và số lượng sản phẩm chúng ta order sẽ là product QTI. Đó, chúng ta sẽ để kiểu integer. Ok chưa? Chúng ta lưu nó lại. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ có bảng order detail. Bây giờ vấn đề của chúng ta là khi mà chúng ta thêm, tức là gửi cái đơn hàng này đi, thì chúng ta sẽ phải chuyển được cái sản phẩm đó vào. Đây. Thì anh sẽ làm như sau này. Đây, chúng ta sẽ có các thông tin ở đây và chúng ta sẽ có một cái phần gọi là đặt hàng. Chúng ta sẽ có phần đặt hàng. Ok chưa các bạn? Đây. Đây. Thì anh sẽ tạo ra một cái button là đặt hàng như thế này. Anh sẽ tạo ra button đặt hàng ở dưới đây như sau. Đó, anh sẽ có một cái button là chúng ta có các sản phẩm ở trong giỏ rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt hàng. Thì đối với việc đặt hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ để nó nằm ở ngoài form như thế này. Return phone như thế này. Đó. Để nó không ảnh hưởng đến việc submit form. Thì khi mà chúng ta đặt hàng thì chúng ta sẽ show ra một cái form đặt hàng ở phía dưới này. Thì anh ở trong trang danh sách này anh sẽ tạo ra một cái form đặt hàng như thế này. Thì đối với cái bảng order anh sẽ thêm một vài cột nữa. Đó là anh sẽ thêm cột customer name. Đó sẽ là Vacha, sẽ là 100. Được chưa? Và anh sẽ có customer email. Những cái thông tin mà chúng ta có thể liên lạc được với khách hàng đấy. Và chúng ta sẽ có một cái là customer phone. Được chưa? Chúng ta làm kiểu đặt hàng thủ công thì như thế này. Ok chưa các bạn? Rồi, khi mà anh click vào cái button đặt hàng này thì anh sẽ show lên một cái form. Anh sẽ có một cái div có class là form order như thế này. Và trong đây anh sẽ có các label, ví dụ như tên khách hàng. Đó. Anh sẽ có input tương ứng như thế này. Anh sẽ để là customer name. Đó, được chưa? Các bạn có thể xử lý cho anh phần validate nhé. Nó chỉ là validate form như thông thường thôi. Đó, customer email khách hàng này. Rồi anh có cái gì nữa? Số điện thoại. Đó, thì đây sẽ là email. Đây sẽ là phone. Đó, ok chưa? Anh sẽ CSS cho nó một chút xíu. Ở đây anh sẽ có là form order này. Label. Anh sẽ để width là khoảng 200 pixel float left. Đó. Và anh sẽ CSS cho thằng input. Anh sẽ để padding bằng 5 pixel, width bằng 200 pixel. Anh chạy lên này. Đó. Margin bottom cho nó. Anh sẽ không làm quá trau chuốt đâu các bạn, anh sẽ nhường phần đó cho các bạn. Ok chưa? Anh muốn là khi mà anh nhấn vào đặt hàng thì anh sẽ show cái form này lên, còn bình thường anh sẽ ẩn nó đi. Đây. Anh sẽ sorry các bạn. Thì ở đây anh sẽ có thêm một cái button nữa là đặt hàng. Gửi đơn hàng. Đơn hàng như thế này. Được chưa? Đó, anh chạy lên này. Đó, anh sẽ bấm nút gửi đơn hàng. Nhưng mà anh sẽ show cái form này lên khi người dùng click vào. Đây, thì anh viết như thế này. Nếu mà người dùng click vào đây, người dùng click vào button này, thì anh sẽ gọi đến function là show form. Ok chưa? Thì anh gọi đến function show form thì đây anh sẽ có script CSS JavaScript như thế này. Các bạn có thể tạo nó ra một file riêng và các bạn viết nó rồi nhúng vào thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Anh sẽ làm nhanh như thế này. Đó, không quá cầu kỳ. Chúng ta xem là ở đây chúng ta đã có jQuery chưa? Có rồi đúng không? Thì đơn giản rồi. Chúng ta chỉ cần gọi đến form này. Chúng ta chấm slide toggle như thế này. Được chưa? Anh chạy nó lên này. À, nó đang nhận submit form. Đây các bạn nhìn thấy này. Đó, sau này các bạn có thể xử lý nó cũng được. Tại vì anh đang để kiểu submit ở đây. Nếu ở đây mà chúng ta để kiểu hard ref như thế này, anh sẽ để thành một cái gọi là ahref, hoặc là anh để một cái button khác kiểu như thế này. Anh để tạm như thế này, nó sẽ bị nằm xuống dưới. Đây. Thì cái button này của anh nó sẽ như thế này. Đây sẽ là gửi đơn hàng. Đó. Thì khi anh click vào đây thì anh sẽ gọi đến cái method này. Đó. Đây. Nó đang chưa nhận. À đây các bạn nhìn này. Có hai dấu chấm. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Thế lúc này chúng ta sẽ truyền cái thông tin đơn hàng này đi để chúng ta mua. Thì chúng ta xử lý nó như thế này. Đây. Thì anh sẽ ở dưới này nó lại là một form. Form action. Method của nó chắc chắn là post rồi. Đó. Và cái chúng ta cần là chúng ta sẽ gọi đến thằng order store. Thì đây của chúng ta, phương thức mà chúng ta sẽ gọi đến đó là action index controller order như thế này. Được chưa các bạn? Và action của chúng ta sẽ là store. Ok chưa? Khi mà chúng ta nhấn submit thì chúng ta sẽ gọi lên đây. Đây, chúng ta thử này. Đó, đầu tiên vào chúng ta sẽ ẩn hết form đó đi. Đây. Display none. Đó. Anh làm như thế này không có nghĩa là các bạn cứ thế dùng theo hết nhé. Mà các bạn sẽ phải xử lý cho nó trau chuốt hơn, cho nó hoàn chỉnh hơn. Đó. Ok chưa? Đây anh sẽ để là form gửi đơn hàng, gọi là check out. Đó. Đó. Ok chưa? Đó, thì anh sẽ gọi đến thằng order controller như thế này. Thì ở đây chúng ta có order chưa? Order controller. Đây, như thế này. Đó, được chưa các bạn? Thì có phải là ở đây các bạn sẽ lấy ra được các thông tin mà người dùng nhập vào form không? Các bạn sẽ phải xử lý validate cho anh nhé. Sử dụng kiến thức validate của jQuery hoặc là PP cũng được, đều được. Đây. Anh sẽ lấy ra được $post như thế này. Đó. Thì khi mà người dùng nhập, ví dụ đây, họ nhập, ví dụ anh để là Phạm Kỳ Khôi. Phạm Kỳ Khôi@gmail.com là xử như vậy, số điện thoại là gì đó. Đó, chúng ta sẽ tạo ra được cái đơn hàng như thế này và chúng ta sẽ lưu nó vào bảng order. Đây, và cái code này chúng ta sẽ tự sinh ra một cái mã code. Được chưa? Chúng ta sẽ tự sinh ra một cái mã code cho cái bảng order và chúng ta thêm các thông tin này vào. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái câu lệnh để thêm thông tin vào. Anh sẽ dùng câu lệnh mỗi khi thêm thông tin vào bảng order chúng ta trả về cái ID của order luôn. Insert return ID in MySQL. Anh sẽ lấy câu lệnh này. Đây, anh sẽ dùng cái này. Được chưa? Thì ở trong store này anh sẽ tạo ra public function contract. Contract này anh sẽ làm gì? Anh sẽ load cái module và chúng ta sẽ có một cái bảng order. Anh sẽ tạo ra một cái module là order.php, order module như thế này. Đó, các bạn thấy là mỗi lần chúng ta tạo nó sẽ có một cái format rất là chung rồi. Thế nên là chúng ta làm nó rất là nhàn và nó sẽ nhớ, dễ nhớ hơn. Order. Đó, order có S và đây sẽ là bảng order. Ok chưa? Chúng ta sẽ có phương thức store, public function store như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Thì mỗi lần anh sẽ gọi vào đây và anh truyền cái input vào. Đây. Thì chúng ta sẽ load cái module order lên như thế này. Zip trở đến load module sẽ là order module. Được chưa? Và chúng ta sẽ zip trở đến order module. Anh sẽ khởi tạo một cái đối tượng thông qua cái thuộc tính protected là order. Order module như thế này sẽ bằng, thì anh sẽ khởi tạo đối tượng ở đây như thế này, zip trở đến order module bằng new cái này. Đó, được chưa? Thì mỗi lần anh sẽ gọi đến store như thế này, anh truyền $post vào. Đó, được chưa? Thì trong order module anh sẽ lấy ra được dữ liệu mà chúng ta truyền vào. Anh in ra để các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Và chúng ta sẽ đài submit này. Đó, thì kết quả vẫn thế, đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra câu SQL như thế này. À, chúng ta có insert rồi. Chúng ta có base module insert dữ liệu rồi. Đây, chỉ cần create và truyền vào rồi này. Thì anh sẽ tạo ra như thế này. Order này. Thì ở đây store anh sẽ tạo ra cái phương thức create như thế này. Zip trở đến create như thế này. Được chưa? Phương thức create đây. By create này. anh truyền table vào. Table của chúng ta sẽ là cell như thế này cho đến table, được chưa? Và data anh truyền vào thì nó sẽ là như thế này, nó sẽ là tên cột. Đầu tiên anh sẽ truyền vào là cột code này chúng ta sẽ tự sinh ra đó, được chưa? Cột thứ hai sẽ là gì? Cột thứ hai sẽ là customer name đó. Cột thứ ba sẽ là gì? Email. Cột thứ bốn sẽ là gì? Phone. Và anh sẽ có cột created us đó, anh sẽ truyền vào là gì thì sẽ bằng chính cái time. Đây, được chưa các bạn? Và customer name nó sẽ đặt bằng input trở đến customer name đó, tương tự. Email name và phone name. Còn cái code này, tức là cái mã đơn hàng ấy, chúng ta sẽ sinh ra thì các bạn có thể dùng array ram như thế này để các bạn có thể sinh ra một cái mã. Ở trong PHP thì chúng ta có rất nhiều hàm, thì anh sẽ dùng một hàm bất kỳ, trong đó có hàm này, thì anh sẽ sinh ra cái mã như thế này. Đây, anh sẽ từ 100 cho đến mấy chục nghìn. Đây. Đó, ok chưa? Sau khi anh tạo ra được cái bản order này thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ trả về cái ID. Thì anh sẽ return được cái ID như thế này. Thì trong bay module anh sẽ return về cái ID như thế này. Đó, anh sẽ return được cái này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử thôi. Anh lấy được cái ID mà vừa tạo. Đây, anh thử nhé. Thì anh sẽ có là order ID ở đây. Đây, như thế này. Anh echo cái order ID ra. Đó, và anh đây. Chúng ta thử này. Xem có lỗi gì không. MySQL could not convention string dòng số 17. Order dòng số 17. À, cái này nó sẽ là một mảng. Thử xem nào. Đây. À rồi, ok. Nó trả về một mảng các bạn ạ. Đây. Nhưng chúng ta xem chính xác là đã insert được vào hay chưa. Thì chúng ta đang chưa insert được vào. Đây. Chúng ta sẽ check xem câu SQL này như thế nào. SQL. Insert into order code như thế này, value tương ứng, chúng ta sẽ test nó ở trên đây. Nó báo lỗi à kiểu timestamp, thì chúng ta sẽ get timestamp của PHP như thế nào để chúng ta truyền vào. Timestamp của PHP. Đây, anh sẽ get nó ra như thế này. Đây, có rất nhiều cách ghép thì anh sẽ lấy nó ra như thế này. Chưa thấy cái nào chuẩn nhất cả. Anh sẽ truyền lúc mà chúng ta order controller này, thay đổi một chút ở trong module này. Đây, anh chạy ra lên này. Hàm datetime kia là của PHP nhé. Báo lỗi. Đây, lấy chính tóc của PHP này. Anh xem nào. Lấy, à đây rồi. Khởi tạo rồi mới lấy. Như thế này thì khả năng sẽ chuẩn hơn. Đó. Anh sẽ insert này. Báo lỗi à? Get timestamp. Insert timestamp MySQL. Timestamp MySQL. Đây, có thể dùng hàm của MySQL cũng được. Đây, có thể dùng hàm này, current time này, của MySQL này. Các bạn truyền vào như thế này cũng được. Anh thử nhé. Đây, thì nó sẽ truyền vào một cái chuỗi như thế này. Đây, chỗ này nó add là current time như thế này thì ok này. Đó, thì các bạn sẽ insert được vào như thế này. Đây, anh tạm thời xóa đi đã, để anh xử lý ở ngoài. Đây, xóa đi. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ truyền vào như thế này. Anh bỏ luôn created us đi. Sau này chúng ta sẽ dùng MySQL, dùng current time. Đó. Và nếu mà chúng ta echo ra, anh chạy lên này trong order module này. Sorry, ở trong order module của chúng ta, base module của chúng ta, cái created us này anh sẽ chạy lên như thế này. Đó. Hình như chưa được. Đã insert được vào rồi các bạn ạ, nhưng mà chúng ta chưa lấy ra được cái ID. Chưa lấy ra được ID thì anh sẽ xử lý như thế này. Anh muốn lấy ra cả cái object luôn thì anh sẽ là return . Anh sẽ get luôn cái này. Zip trở đến như thế này, anh truyền câu SQL là select sao from. Lúc này của chúng ta sẽ là table. Đó, limit 1 order by, tức là anh lấy ra thằng có ID lớn nhất. Đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy ra được cái object mà chúng ta cần. MySQL fetch assert dòng 63 base module. Đây, select sao from này, table này. Đây. Order by, sorry, thiếu chữ by. Vẫn lỗi. nó đang insert được vào rồi nhưng mà chúng ta đang bị lỗi vì đang chưa xử lý được. Đây sẽ là order. Đang có lỗi các bạn. À, limit phải cuối. Đó. Thì chúng ta sẽ chuyển một chút thôi. Đây. Anh sẽ xóa hết bảng order đi nhé. Các bạn nhìn thấy bảng order chúng ta đang insert được vào này. Nhưng chúng ta sẽ xóa hết đi. Xóa đi này. Đó, được chưa? Và chúng ta chạy lên này. Đó, thì chúng ta lấy ra được cái order mà chúng ta vừa thêm. Ok chưa? Đó, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Sau khi mà chúng ta lấy ra được cái order ở đây rồi, anh sẽ return cái này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp công việc nữa là insert vào trong bảng nào. Chúng ta sẽ thực hiện tiếp công việc là public function insert store order detail, lưu vào bảng order detail. Được chưa các bạn? Bảng order detail thì chúng ta sẽ tạo ra như thế này. Anh cũng sẽ tạo ra grid như thế này. Đó. Thế đối với order detail thì chúng ta sẽ có các thông tin gì? Nó đơn giản hơn đúng không? Sẽ có order ID này. Order ID. Đó. Chúng ta sẽ có input ở đây. Sẽ là order ID. Như thế này. Chúng ta sẽ có cái gì? Có product ID. Chúng ta sẽ có product ID. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta có product name, product price và QTI. Anh sẽ copy. Name này, price này, QTI. Đó, được chưa? Name, price, QTI. Đó, ok chưa? Thì chúng ta cần insert vào đây. Thì từ controller này chúng ta sẽ làm được việc đó thông qua là khi chúng ta store thì chúng ta sẽ lấy ra được cái sản phẩm, đúng không các bạn? Lấy ra được danh sách sản phẩm từ section và chúng ta insert vào. Anh sẽ xóa và anh làm lại từ đầu để nó thành cái process chuẩn này. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy ra được nếu này. Chúng ta chỉ thực sự thêm sản phẩm nếu kiểm tra là nếu mà cái section cache của chúng ta section có dữ liệu. Ok chưa? Thì chúng ta mới bắt đầu thực hiện công việc thêm giỏ hàng, thêm order, tức là đặt hàng. Và chúng ta sẽ for each cái section cache này. Mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được một cái sản phẩm trong giỏ product như thế này. Và chúng ta sẽ thực hiện công việc là thêm product detail như thế này. Thông qua cái order mà chúng ta vừa tạo được ở trên. Đây. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ thêm nó vào đây thông qua cái phương thức này. Đó. Và mỗi lần anh sẽ thêm được thông tin gì? Anh sẽ thêm được thông tin giống như cái mà chúng ta truyền vào. Như thế này. Đây. Anh sẽ thêm vào như thế này. Được chưa các bạn? Và anh sẽ có order detail thông qua cái này. Đó, order anh sẽ bằng ID như thế này. Và product ở đây anh sẽ thay vào như thế này, sẽ có product ID này, sẽ có name này, sẽ có price và sẽ có QTI như thế này. Đó, sau khi thêm thành công thì anh sẽ hủy toàn bộ session. Anh sẽ unset cái cast, có nghĩa là chúng ta đã thêm được rồi thì chúng ta sẽ unset cái session giỏ hàng đi. Đó, được chưa? Và anh sẽ chuyển trang về trang danh sách giỏ hàng và báo cho người dùng biết là chúng ta đã thêm thành công. Đây, anh xử lý như thế này. Thì tạm thời chúng ta làm như thế này đã. Bây giờ anh thử nhé. Đây, chúng ta kiểm tra trong database này chưa có sản phẩm nào trong giỏ, chưa có đơn hàng nào. Bây giờ chúng ta làm, anh thêm ví dụ như là Nguyễn Phạm Kỳ Khôi này, email là phamkikhoy.info và số điện thoại là cái gì đó 09. Đó, anh gửi đơn hàng. Đó, hình như là đang chưa được. Nếu được nó phải chuyển trang. Đó, thì chưa có sản phẩm nào thêm vào giỏ này. Ok chưa? Thì có nghĩa là ở trong đây cái này nó phải kiểm tra khác luôn như thế này. Đó, thì các bạn thấy là nếu thêm thành công rồi đúng không? Chuyển về danh sách giỏ này, chúng ta xem có sản phẩm chưa. Thì chúng ta có một cái đơn hàng là 73.300 như thế này. Và danh sách chi tiết sản phẩm đây đang chưa có này. Đó, thì chúng ta xem lại chỗ này xem tại sao chưa có. Thì cái phần store này của chúng ta xem nó ổn chưa này. Table đây nó không phải là cái này nữa, mà tên bảng của chúng ta nó sẽ phải là bảng này. Đây, thì anh sẽ truyền nó vào như thế này. Đó, ok chưa? Bây giờ anh thực hiện mua hàng này. Anh xóa order đi, bởi vì ở đây nó phải đồng nhất dữ liệu. Có nghĩa là có order thì sẽ phải có order detail. Sau này nếu mà chuẩn hơn thì chúng ta sẽ phải xử lý transaction ở đây mới đúng. Anh mua hàng này. Tiếp tục mua này. Đó. Đó, anh cập nhật. Ok chưa? Anh check out này. Rồi, anh gửi đơn hàng. Kiểm tra này. Có này. Đó, các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta có order code là 98753 với ID bằng 9. Thì order detail của chúng ta cũng ID bằng 9. Chúng ta đang mua các sản phẩm này, số lượng giá như thế này. Được chưa? Đó, vậy là anh đã giới thiệu cho các bạn hoàn thành xong về cái quy trình mua hàng, xử lý giỏ hàng. Thì buổi sau chúng ta sẽ đi quản lý cái phần, tất cả những phần mà chúng ta đang có ở ngoài funnel, cả danh sách đơn hàng nữa ở trong quản trị, để chúng ta hiển thị ra là khách hàng nào mua sản phẩm nào, số lượng bao nhiêu, tổng tiền bao nhiêu, thì chúng ta sẽ xử lý ở buổi sau.